phẩm Ioma là sự kết hợp giữa khoa học vũ trụ tối tân cùng thành phần độc quyền. Ioma có khả năng tác động vào tận tầng S-mat của da, đây là tầng da gốc. Bình thường muốn tác động vào cái tầng này thì mình phải sử dụng những cái loại tần số cao tần, máy trẻ hóa da công nghệ cao tại các thẩm mỹ viện mới tác động được. Có thể nói về tác động sâu thì chỉ có duy nhất Ioma mới mang lại hiệu quả tương đương với việc trẻ hóa da tại thẩm mỹ viện. Vì vậy, được các nhà khoa học đánh giá như là một thẩm mỹ viện thu nhỏ trong chai. Bộ mỹ phẩm chống lão hóa của Ioma gồm Vitality Sauce, tinh chất chống lão hóa da ban ngày, Vitality Sleeping Mask, mặt nạ ngủ tái tạo da ban đêm. Đây là tinh chất chống lão hóa ban ngày Vitality Sauce, giúp tạo vẻ rạng rỡ, làm da trắng sáng, căng mịn, mờ đốm nâu, tái tạo tuổi da và bảo vệ da hoàn hảo trước các tác nhân gây hại. Tinh chất chống lão hóa này với ứng dụng sức mạnh vi mạch giúp ngay khi thoa lên lập tức lan tỏa giữa các tế bào da, lấp đầy các hư tổn, giúp da căng tràn, tỏa sáng lấp lánh. Không chỉ tác động trên bề mặt, hoạt chất còn tác động trực tiếp tới tầng da gốc, giúp da được tái tạo và phục hồi tận gốc. Kết cấu serum thì mịn, thẩm thấu rất nhanh, chỉ cần thoa lên 2 đến 3 giây là có thể trực tiếp cảm nhận được sự thẩm thấu hoạt chất vào da. Trong bộ Vitality này có hoạt chất Stay C50, đây là siêu hoạt chất vitamin giúp các tác động vào tầng sâu nhất, giúp làm trắng da vượt trội, làm mờ các đốm nâu, mịn màng, đều màu và không hề gây bắt nắng. Với mặt nạ ngủ Ioma ứng dụng công nghệ kích hoạt ti thể, sạc đầy năng lượng tế bào, giúp toàn bộ làn da như hồi sinh, căng mịn. Lúc này thì những ti thể sẽ hoạt động hết công suất, giúp các tế bào da tầng gốc được tái sinh mạnh mẽ, tạo hiệu quả da căng bóng mịn màng vào sáng hôm sau. Ngoài ra, nhờ vào sự kích hoạt ti thể này mà khi chúng ta thức dậy, ti thể sẽ vẫn tiếp tục giải phóng năng lượng giúp cho làn da của chúng ta trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống. Ioma là dòng sản phẩm ở góc độ bác sĩ da liễu, tôi khuyên các chị em nên lựa chọn sử dụng cho làn da của mình. Chúc các chị em luôn luôn có một làn da tươi trẻ, rạng rỡ.